Hi, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Trong cái clip lần trước thì mình đã hướng dẫn cho anh em một số cái cách để kết nối cái kính Oculus Quest 2 với cả điện thoại, với cả laptop, với điện thoại khi mà chúng ta quên mật khẩu đúng không nào, và có thể quay phim màn hình lại với điện thoại. Còn trong video lần này vẫn là một cái clip nữa liên quan tới Oculus Quest 2, nhưng mà clip này sẽ rất là thú vị khi mà đi kèm với cả một người bạn đồng hành nữa. Đấy chính là chiếc E-Star 360 One R phiên bản Twin Edition. Cái chiếc action cam này nó có cái gì hay ho? Trong cái clip này mình sẽ cho anh em thấy cái sự bá đạo của nó khi mà hai cái sản phẩm này nó kết hợp với nhau anh em nhé. Bắt đầu thôi. Trên tay của mình đây là chiếc E-Star 360 One RS phiên bản Twin Edition đây. Và mình đang có ở đây là một cái module camera 360 độ anh em ạ, rất là hay ho. Lý do vì sao mà mình lại mang lên đây một chiếc camera với module 360 độ? Bởi vì mình đã mò ra được một thứ cực kỳ hay anh em ạ. Đấy chính là em nó, khi mà mình chụp ảnh hay là mình quay video từ cái chiếc action cam này, sau đó mình copy dữ liệu vào trong con kính này, và mình có thể xem hình ảnh trực tiếp mình vừa quay 360 độ trên con kính này luôn anh em ạ. Cực kỳ là phê luôn ấy. Và khi mà mình quay những hình ảnh đó lại và mình cho vào con kính này, mình quan sát trên đó, mình cảm giác như kiểu mình là một người tí hon ấy. Mình nhìn mọi thứ xung quanh khổng lồ và chúng ta có thể quan sát mọi thứ ngay tại cái khoảnh khắc đó một cách 360 độ, rất là phê anh em ạ. Ok, vậy thì làm như thế nào để có thể mang lại hình ảnh, có thể quan sát hình ảnh trực tiếp trên con kính này? Hãy cùng mình đi tìm hiểu anh em nhé. Đầu tiên anh em hãy vào cái chiếc action cam này, sau đó thì anh em hãy quay hoặc là chụp lại những cái bức ảnh mà anh em muốn ở chế độ 360 độ. Ok, và khi mà anh em đã thực hiện kết nối thành công cái kính này với cả cái laptop rồi thì cách kết nối làm sao anh em hãy xem cái video mình để góc bên phải phía trên nhé. Rồi, khi mà em đã kết nối thành công rồi thì anh em hãy copy những cái file ảnh, những cái file video 360 độ đó vào trong một cái thư mục mà mình sẽ thực hiện ngay sau đây. Đây, cái thư mục đó nó sẽ có tên là DCIM anh em ạ. Và sau khi mà anh em đã copy được cái định dạng file hình ảnh 360 độ đó hoặc là cái file video 360 độ đó vào trong cái chiếc kính của anh em rồi thì lúc này mọi việc nó rất là đơn giản mà thôi anh em ạ. Bây giờ sẽ chỉ có một bước cuối cùng thôi để chúng ta có thể theo dõi được hình ảnh đó trên cái chiếc kính này rồi. Anh em hãy giúp mình vào trong một cái phần mềm. Đây, anh em hãy vào trong kính nhá. Anh em vào menu này và anh em hãy nhìn đến phần mềm VR Animation Player này, anh em ấn vào đó. Rồi. Tiếp theo anh em hãy nhìn xuống phía bên dưới này, anh em có thấy cái phần Your Media này không? Anh em ấn vào đó giúp mình. Và lúc này thì anh em sẽ ngồi chờ một lúc để cho cái ứng dụng này nó có thể quét được những cái file media vừa mới cóp vào trong kính của anh em nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy nhìn xuống bên dưới và lúc nãy thì mình sẽ cóp ra đây hai cái định dạng ảnh. Một định dạng là JPEG thì nó sẽ hiển thị ở cái định dạng ảnh một ảnh phẳng 2D như này thôi. Nhưng mà sẽ có một cái định dạng ảnh nữa, VR Photo đây này, tức là cái định dạng ảnh 360 độ mà nãy mình cóp sang á. Em click vào đó. Và lúc này anh em có thể quan sát được 360 độ rồi. Bây giờ thì mình như kiểu là một người tí hon vậy anh em ạ. Uầy, cực kỳ đẹp luôn. Đó, video cũng thế anh em nhé. Và đó là cách làm sao để có thể kết hợp giữa camera 360 độ và kính VR đúng nào, mang lại một cái trải nghiệm và đó là cực kỳ phê, cực kỳ là tuyệt vời luôn đấy. Và phải nói là khi mà mình tìm ra được cái thứ này thì mình cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích khi mà bây giờ đây thì mình có thể trải nghiệm nhiều thứ hơn đúng nào. Mình có thể đi ra ngoài, mình quay video về, mình cóp vào đây và mình ngồi mình xem, mình như kiểu là đang di chuyển lại cái quãng đường mình vừa đi qua vậy. Hay là mình có thể chụp lại những bức ảnh thiên nhiên xung quanh rất là đẹp, sau đấy thì mình về mình ngồi nhà mình đeo kính lên và mình xem. Đó là cái trải nghiệm thực tế của mình. Mình có thể tự tạo ra một thước phim 360 độ cực kỳ dễ dàng với chiếc E-Star 360 One RS và chiếc kính này đúng không nào. Ok, và đó là một clip hướng dẫn nho nhỏ của mình. Hy vọng là em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Đừng quên ủng hộ cho Tokyo Camera một like và một sub, cũng như hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới anh em nhé. Còn bây giờ thì bye.